nhân dân. Hôm nay ngày 14 tháng 7 năm 2024, có bà Son Sojon, Chánh Văn phòng Tổ chức Copeon trụ sở Hà Nội. Thực hiện quyết định số 1109, quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Cột, xã Ngọc Kỳ và Nguyễn Thị Theo, xã Quang Trung, bà Đồng Thị Thủy, xã Quang Trung, và thực hiện khảo sát các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo theo tiêu chí cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, phối hợp với các đơn vị tài trợ 40m² trên một căn, trị giá mỗi căn nhà là 180 triệu và trang thiết bị tình nguyện theo điều kiện thực tế để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, như tham gia dự án các cấp chính quyền địa phương từ huyện tới xã thôn khu dân cư, sơ thiết kế đã được phê duyệt, các thiết bị nội thất trong nhà, giường, tủ, bàn, ghế, bình nóng lạnh, tủ lạnh, bếp ga. Đây là một trong những hoạt động mang tính biểu tượng hợp tác hữu nghị hỗ trợ, đã nhận được sự quan tâm của nhân dân huyện Tư Kỳ, sự phối hợp tích cực khẩn trương hiệu quả của hội chữ thập đỏ và tất cả các cơ quan sư rố, bố mẹ nhớ, tôi chỉ chia chú sĩ của xã đang nghe chú sĩ sửa. Mong mọi người sẽ mua chẳng bỏ tay không ạ. Vietnam에서 갑자기 비가 오면 행운이 온다고 합니다. 똥이 나와야 되기. 저는 20년 전서부터 서울에 92신 친정 어머니가 계십니다. 한국이나 베트남이나 또 아프리카나 모든 이 땅의 어머니분들은 훌륭하십니다. 이제 이 집을 지어 짓는데 많은 자금을 주신 기업은행에 감사드리고, 또 그리고 코피오는 베트남과 서로 손잡고 이 땅을 좀 더 유익하고 아름답게 만드는 그러한 이제 세계를 위해서 늘 힘쓰게. 그래서 모든 여기 참석하신 또 그리고 도와준 베트남 정부 관계 기관들에게 Son Sojon, Chánh Văn phòng Tổ chức Copeon tại trụ sở Hàn Quốc tại Việt Nam. Trân trọng cảm ơn bạn. Trao nhà và trao cái biểu tượng ghi nhận những cái kết quả này. Quan tâm hợp tác của Trung tâm Hợp tác Hữu nghị tỉnh Hải Dương đối với 4 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tư Kỳ. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban dân huyện xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đối với Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc IBK, Tổ chức Copeon Hàn Quốc và Trung tâm Hợp tác Hữu nghị tỉnh Hải Dương về sự ủng hộ quý báu thiết thực mà tổ chức và các cơ quan đơn vị đã dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị, giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ đối với các đối tượng chính sách, các gia đình hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trong xã hội. Tổ chức Copeon Hàn Quốc, Trung tâm Hợp tác Hữu nghị tỉnh Hải Dương nghe vàng phát triển. Xin kính chúc các quý vị đại biểu tham dự buổi lễ sức khỏe, hạnh phúc và thành công của nhân dân để chung vui với gia đình,
Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu khách mời. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin được trân trọng và cảm ơn ông Nguyễn Văn Luận. Xin được trân trọng cảm ơn các bà. Xin trân trọng và cảm ơn bà Nguyễn Thị Thanh Hường. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở xã. Trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn tập đoàn Sơn Suga. 1, 2, 3. Rồi, chúc mừng. Rất vui mừng và phấn khởi, mà cũng muốn rằng cảm ơn tất cả nhà tài trợ và cảm ơn tất cả các vị ở tỉnh, ở huyện, ở xã. Mẹ con tôi rất là cảm động và rất là cảm ơn nhà tài trợ. Khi mà mình ở trong cái ngôi nhà mới này thì bà có điều gì mà bà muốn làm nhất ạ? Bà muốn làm gì nhất ở trong nhà mình? Mà thích làm cái gì nhất? Bây giờ thì đã nhà nước rồi, tài trợ rất là đầy đủ rồi thì tôi phấn khởi lắm, cũng chẳng còn mơ ước gì nữa rồi, cũng đầy đủ rồi. Rồi tôi chỉ mong làm sao mà giữ được sức khỏe mà sống mấy con với cháu với dân với làng được khoảng độ 15 20 năm nữa. Cái sự quan tâm của vâng, tôi xin cảm ơn ngân hàng Hàn Quốc đã hỗ trợ tôi được cái gian nhà như thế này thì tôi rất là cảm ơn. Không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn tất cả các ngân hàng tài trợ mẹ con tôi được ở cái nhà đàng hoàng mà sạch sẽ khang trang như này thôi. Vâng. Được, cả ba người làm cái này cho cháu nhé. Đây là thả tim của ba.